có ai đó đã từng vì Vespa với người phụ nữ, kiêu kỳ, đỏng đảnh và khó tính. Dân chơi Vespa vẫn truyền tay nhau câu chuyện năm 1945 sau vụ đổ bể của chú vịt mang tên Paperino, một kỹ sư trưởng chuyên thiết kế máy bay đã được Piaggio gọi lên với yêu cầu một chiếc scooter rẻ tiền, kinh tế, nhẹ và đặc biệt phụ nữ phải sử dụng được dễ dàng. 3 tháng sau, chàng kỹ sư thiết kế máy bay Diascanio đã chấp cánh cho chú ông non mang tên Vespa bay lên. Hơn một nửa thế kỷ trôi qua, dường như cuộc hạnh ngộ giữa phụ nữ và Vespa vẫn đang bắt đầu. Bố mẹ thì không muốn cho mình đi một cái xe mà nó vất vả ấy. Theo quan điểm của bố mẹ thì con gái thì nên đi một cái xe gì đấy nó nó tốt này, nó thuận lợi này, nó đi lại dễ dàng. Nhưng mà còn Vespa thì không hề có những cái đặc tính như thế. Bố mẹ mình không đồng ý vì là nó có một chút khác biệt, cho nên là mọi người xung quanh cũng nhìn hơi khác một chút. Có những người ta không thích những cái về xe hoặc là không thích những cái về cá tính, người ta thích những cái bình thường thôi, thì ta có thể thấy là hơi lập dị. Lãng mạn, hào hoa, sang trọng, quyến rũ là tất cả những ngôn từ đẹp đẽ nhất mà người ta ưu ái dành tặng cho Vespa. Trong thập niên chào đời, Vespa đã trở thành biểu tượng của nước Ý, biểu tượng của giới trẻ, của tình yêu, một sự kết hợp hoàn hảo của những đường mạnh với những nét cong mềm mại, một kiệt tác nghệ thuật được ví như viên ngọc trên vương miện của nữ hoàng. Thật ra là khi mà đam mê một điều thì mình không thể lý giải được vì sao mà mình lại thích nó. Là mình thích xe Vespa vì tất cả những cái gì mà xe Vespa có. Mình yêu nhất là ở tiếng nổ. Cái tiếng nó bành 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 bành. Thậm chí nhiều khi mình cảm thấy là hình thức con xe của mình rất là đẹp rồi, nhưng nhiều khi đi bên cạnh có những cái con xe khác mà nó cứ bành 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 bành, nó nổ dễ thương hơn ấy, thì mình lại cảm thấy rằng là kiểu hơi ức chế. Chỉ cần dựng xe thôi, chỉ có ngồi cạnh xe này, ngắm xe này, sau đó là cứ nhảy được lên xe để đi và đạp được nổ máy và nghe thấy tiếng nổ ấy, thì mình đều rú lên, kiểu thích quá. Và đoạn đường thì trở nên đẹp hơn nhiều khi mình đi với xe Vespa cổ của mình. Chơi Vespa, mê Vespa đến độ ngủ mơ về Vespa, thế là đã cảm được Vespa rồi. Dân nghiền Vespa chẳng cứ nam hay nữ đều muốn có một chiếc Vespa của riêng mình, thật nổi bật, thật cá tính và không lẫn với bất cứ ai. Làm mới cho xe bằng những sắc áo rực rỡ, sặc sỡ, làm duyên cho xe bằng trang sức logo, không cứ phải cầu kỳ bóng bẩy, đôi lúc trang điểm thêm cho xe bằng những họa tiết nhỏ, những đề can, chùm đèn, và còn gì tuyệt vời hơn khi ngồi ngắm những đường cong hoàn mỹ của xe. Cái phô, cái cứng, cái khô khốc, cái thô nhám của một phương tiện, của máy móc, dầu đèn đã được lạ hóa, mềm mại hóa nơi khúc uốn của cổ xe, của yên xe, những đường cong của hộp đèn tròn, có bầu thiết kế hài hòa với những nét mềm của ghi đông thon mảnh, đuôi xe vút dài, khiến cho Vespa đã trở thành một kiệt tác mỹ thuật, một công phu chơi xe của một thời đại. Phải chăng cái chất say người, phóng khoáng của trời cao đất rộng, cái chất hùng vĩ của bao la đã ăn vào trong từng nét vẽ của người kiến trúc tài tình hơn nửa thế kỷ trước mà sáng tạo ra chiếc Vespa? Xe nó nặng, hoặc là những cái vấn đề thường gặp của Vespa như là đứt dây số, đi trời mưa thì nó dễ bị pan xe. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất là nó hay bị những cái hỏng vặt nói chung ấy. Nên là con gái thường ít khi động tay động chân vào những khoản máy móc đấy. Mỗi lần Vespa hỏng thì các bạn ấy sẽ sửa ở đâu? Sẽ làm gì khi đang đứng ở giữa đường? Ví dụ như là cảnh thường thấy nhất các bạn nữ mà hay đi Vespa đó là khi đang ở ngã tư đèn đỏ, cắt côn rồi trên máy, ngay tại ngã tư, bao nhiêu cặp mắt nhìn vào. Và liệu bạn ấy lại có thể vượt qua được những cái đó không để mà tiếp tục theo đuổi Vespa không? Thỉnh thoảng mà nó lại dở trứng, nó đỏng đảnh lắm. Ví dụ cứ hơi mưa một tí là nó không thèm đổ nữa. Hoặc là đi nó nhanh một tí là nó ì luôn. Hôm đấy thì trời mưa thì mình có rẽ qua nhà bạn có chút việc, thì lúc mà đến cửa nhà bạn thì đúng đến cửa nhà bạn thì xe lại bị đứt côn, và bạn thì lại không có nhà, thế là mình phải một mình vác cái xe đứt côn đến giữa trời mưa đi ra hàng sửa xe. Phải dắt xe này, phải đi sửa xe mà, đôi khi mình phải tự mở máy ra và xem là buji có làm sao không, điện nó có vấn đề gì không, và lúc đấy thì tay chân rất là bẩn. Con gái đi trên đường thì cũng khá là mệt, đến như phải đi một mình. Ngã, xoạc và những lần như thế này đã không còn quá xa lạ với những bạn nữ chơi Vespa, yêu mình thì ít mà xót xe thì nhiều. Lần đầu tiên mình lên xe là mình bốc đầu luôn.
chung là ngã thì chưa hẳn là ngã nhưng mà đã từng bị hỏng mất khoảng 3 đôi xăng đan rồi. Không phải là ngã xe mà là đi bị giật số. Và rất nhiều lần mình bị phanh gấp rồi là xe đôi khi đang đi bị giật lên, mình còn bị bốc đầu lên ý. Những lúc thế thì cũng khá là nguy hiểm nhưng mà bây giờ thì đã ok, không vấn đề gì rồi. Gặp khó khăn như thế nhưng mà không thay đổi tình yêu Vespa của bọn mình. Mình được chinh phục một cái gì đấy khó khăn ý, mình lại càng cảm thấy yêu xe hơn. Xe đi thì rất hay hỏng, thế nhưng mà những lúc như thế thì càng cảm thấy cố gắng để sửa. Khi sửa được thì bạn không thể tưởng tượng được cảm giác hạnh phúc khi xe sau khi sửa đi ngon như thế nào, nghe lại tiếng nổ hay như thế nào. Và cứ để cho tình yêu, cho đam mê của mình lớn dần lên, bất luận là lập dị, là quái quái, là khác người, thì cứ được lên xe, được cùng những chú ong non vi vu, được nghe tiếng máy chạy là sống dậy cả tình yêu và đam mê. Đâu là sự hào hoa lãng mạn, đâu là sự thanh tú trang nhã, cảm giác lướt êm cùng gió, cảm giác tiếng máy chạy ấm áp quen quen. Một dáng ngồi lịch lãm, một góc nhìn thảnh thơi, cái thú ở chỗ được nhìn cuộc sống một chút màu mè, một chút vui vẻ, một chút thăng hoa. Vespa không còn giản đơn là một phương tiện đi lại, cũng không phải là một cách để nhìn cuộc sống, mà chính xác là một cách cảm cuộc đời, chậm rãi hơn, sâu sắc hơn. Giống như những chú ong non neo đậu trên nhánh hoa làm mật, cái thi vị ở chỗ bạn đã xóa nhòa mọi khoảng cách về thời gian, về địa lý. Bạn là một người trẻ và bạn đang trẻ hóa một thứ đồ cổ. Bạn là đại diện của phái đẹp và bạn đang đẹp hóa một phương tiện vốn ít nhiều ưu ái dành cho phái đẹp. Và ít nhiều, bạn cũng đang làm đẹp hóa một không gian, lạ hóa những thứ quen thuộc, thi vị hóa những góc nhìn cho những kẻ lãng tử hào hoa. Nghĩa là ngày xưa thì nhìn thì thấy là kiểu họ hơi khác một chút. Ví dụ như là cảm thấy là không hiểu là họ yêu đi chơi đi xe này vì yêu xe hay là chỉ là một cái phong trào thôi. Thế nhưng khi mà đi xe này rồi thì gặp gỡ với mọi người thì thấy rằng là họ có cái cũng có một tình yêu rất là lớn với xe. Và đó là cái mà mình thay đổi hoàn toàn quan niệm, thay đổi chính cho con người mình ấy, thì mình có cảm giác là mình có mạnh mẽ hơn một chút. Bởi vì khi mà đối mặt với một cái xe mà suốt ngày hỏng mà có thể gây sự cố bất kỳ lúc nào như thế thì là tự mình bản thân mình thì phải mạnh mẽ hơn ở bên trong để có thể giải quyết được những cái vấn đề mà mình có thể bất ngờ gặp ở trên đường ấy. Nếu mà xét theo một cái phương diện về thời trang thì mình nghĩ là cái xe đấy nó tôn dáng của con gái lên rất nhiều. Cảm giác những bạn gái đó là cực kỳ cá tính. Không chỉ là trong cá tính về cái xe mà cái phong cách ăn mặc và cả những cái lời nói và những cái suy nghĩ các bạn ấy rất là khác và rất là tự tin và độc lập. Cái quan trọng là cái cá tính của người ta được thể hiện ra, người ta muốn thể hiện những cái người ta nghĩ, người ta ví dụ người ta mạnh mẽ, thích những cái thử thách. Con gái và hoa, con gái và xe, chẳng ai ngạc nhiên với vế song hành số 1, một chút lạ tai với vế song hành số 2, máy móc, khô cứng đâu thuộc về thế giới phái đẹp. Đồ cổ của vài thập niên cũ càng khó dung thân với phụ nữ, vậy thì thêm một vế thứ 3 cho một kết hợp có vẻ giống vòng kiềng. Có một câu nói rằng, những cô gái là hoa, hoa cần ong để làm mật. Và đừng quá ngạc nhiên, sững sờ khi bắt gặp một cô gái với chiếc Vespa cổ trong một buổi chiều nhiều gió và tràn nắng. Bạn bỗng thấy thì thầm trong gió câu chuyện của cuộc đời, thấy trong nắng những vết loang của thời gian. Chúa đã tạo ra đàn ông, rồi sau đó phụ nữ ra đời từ một rẻ sườn của người đàn ông đó. Phụ nữ là một dạng vật chất. Chúa tạo ra đàn ông và một trong số những người đàn ông đó tạo ra Vespa từ sự khao khát cái đẹp. Vespa là một dạng tinh thần. Cứ yêu Vespa và người phụ nữ, đến một ngày nào đó, người phụ nữ sẽ đem lại cho ta hạnh phúc và Vespa sẽ đem lại cho ta những giọt mồ hôi hãnh diện. Để cuối cùng, ta tự hào là người có hai thứ quý giá nhất trên đời.